Xin chào mọi người. Hôm nay là buổi sáng chủ nhật, ngồi ăn một củ khoai tím và uống một cái cappuccino, rồi cùng nhau tám một cách nha. Thì như mọi người đều biết, mấy ngày nay và cả mấy tuần nay trên cái TV nói về cái cuộc bầu cử của Tổng thống Mỹ rất là rầm rộ và những sự kiện xảy ra rất nhiều. Thì sáng nay qua cái tin tức của truyền thông đã xác nhận chính xác là cái ông Biden đã được thắng cử với con số là 51%. Ông Trump chỉ có 48% mà thôi. Mặc dù vậy, ông Trump rất là không có hài lòng và rất là bức xúc về cái kết quả bầu cử như ngày hôm nay. Thì ông Biden đã là một cái tổng thống Mỹ thứ 46. Thì cái nhiệm kỳ ở Mỹ thông thường là 4 năm. Nhưng đằng nào đi nữa thì cái tổng thống cũ là ông Trump vẫn phải đợi tới hết tháng 1 năm tới thì mới chấm dứt nhiệm kỳ. Vào cái trưa ngày 7 tháng 11 ở Mỹ, tại cái bang Pennsylvania, tổng thống Trump đã tung ra một cái tuyên bố là bầu cử vẫn chưa kết thúc và ông Biden chưa phải là người thắng cuộc. Truyền thông Mỹ lại nói Biden như vậy đó là người thắng, nhưng mà ông Trump vẫn chưa chấp nhận thua đâu mọi người ạ. Ông cũng cho biết từ ngày 9 tháng 11 cái chiến dịch tranh cử của ông sẽ bắt đầu cái quá trình tố tụng để bảo đảm cái luật bầu cử được tuân thủ đầy đủ và người thắng hợp pháp được ngồi vào chiếc ghế Nhà Trắng. Ông Trump cũng có cáo buộc chiến dịch tranh cử của ông Biden có những cái hành vi sai trái nên mới cấm quan sát viên và sau đó là cái đấu tranh trước tòa để họ không thể theo dõi các phòng kiểm phiếu, các lá phiếu hợp pháp quyết định ai mới là tổng thống chứ không phải là cơ quan truyền thông. Đó là lời của ông Donald Trump khẳng định. Thì như các bạn biết, cái cử tri khắp cả nước đổ xô xuống đường biểu tình, cái cuộc ẩu đả, mặc dù không biết cái lý do và cái nguồn gốc chính xác từ đâu. Tám thì cái gì cũng tám được. Hy vọng mọi người không đúng thì mình chỉ coi là chơi thôi nha, nghe chơi thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ chờ và quan sát xem một tổng thống mới sẽ làm gì thiết thực cho người dân Mỹ nói riêng và cả cho các nước Đông Nam Á nói chung. Mỗi ứng cử viên trong cuộc bầu cử đều có những cái hứa hẹn tốt và mang đến những lợi ích cho người dân. Mấy tuần nay, mấy tháng nay và ngay cả mấy ngày qua thì người dân Mỹ đứng ngồi không yên và thế giới bắt đầu lên tiếng phản ứng. Thông thường thì mình không có rành hay là mình không có hứng thú về những cái chính trị gì cả. Nhưng năm nay thấy trên truyền thông, TV, ngay cả những cái YouTube của trên YouTube cũng nói về cuộc bầu cử này, nên sẵn dịp mình mới coi mà thôi. Cái gì nói thì nói vậy thôi, chứ ai làm thủ tướng, tổng thống gì cũng được, miễn là họ bảo đảm cái no ấm, cái hạnh phúc vui vẻ cho người dân của một quốc gia đó, đó là điều đáng mừng, phải không mọi người? Đó là cái ý kiến của mình mà thôi. Thì bây giờ thôi mình tám qua cái nước Úc đi nha. Tám hoài, tám mãi. Thì hiện tại cái nước Úc nó không kêu là
tổng thống như ở nước Mỹ, mà nó kêu là thủ tướng. Hiện tại cái thủ tướng của nước Úc là ông Scott Morrison, đảm nhiệm cái nhiệm kỳ thứ 30. Thì ông đã đắc cử vào ngày 24 tháng 8 năm 2018. Thì cái văn phòng của thủ tướng được thành lập năm 1901, trong đó có bao gồm ông hiện tại là 29 thủ tướng và một người thủ tướng nữ, đó là bà, đố các bạn còn nhớ, Julia Hiller. Đó, nhưng mà ít ai mà biết được cái số lương của những cái thủ tướng của nước Úc là bao nhiêu. Yes, bây giờ mình nói sơ qua là 549.250 đô la Úc đó mọi người ạ, trong một năm. Nhưng mà nếu nhiệm kỳ mà kết thúc thì cái họ vẫn được hưởng cái số tiền đó mỗi năm cho đến hết cuộc đời. Quyền lực và trách nhiệm của thủ tướng như thế nào? Thủ tướng sẽ đưa ra những cái chính sách gì tốt cho người dân Úc? Mời các bạn muốn tìm hiểu thêm thì mình nghiên cứu hơn trên Internet và những cái sách vở mà thôi nha. Ở nước Úc thì cái mỗi cái thủ tướng không có giới hạn là họ phải ở trong cái bao lâu, quốc hội bao lâu. Như ở nước Mỹ cái nhiệm kỳ là 4 năm. Và ở nước Mỹ thì mỗi cái tổng thống chỉ được bầu lại 2 lần mà thôi. Còn ở Úc thì không có giới hạn. Các bạn chưa biết đâu, ở Úc những cái thủ tướng, nhà ở official, nhà ở của họ dành cho thủ tướng và gia đình thì rất là đẹp, như là tòa lâu đài. Nếu mà mình vào Google, vào Internet quay cái nhà thì khỏi phải nói. Thì thứ nhất là ở The Lodge, ở Canberra, thì cái tòa nhà của thủ tướng và gia đình thì gần cái tòa quốc hội. Nó được build hồi năm 1926 đến 27, cái rộng tới 1.2 hecta lot land đó mọi người ạ. Cái resident thứ hai là cái Corribilly House ở Sydney, rất là đẹp. Hai cái chỗ mà thủ tướng ở và gia đình ở thì các bạn vào sẽ biết mà thôi, đó là mơ ước. Tại sao mọi người phải cứ tranh giành nhau để vào quốc hội là vậy đó? Thì thủ tướng là một người có quyền lực tối cao trong cái quốc hội Úc, và ngay cả cũng quyết định cái một cái quốc gia luôn. Thủ tướng và cái thành viên quốc hội sẽ được hưởng những quyền lợi mà không ai ngờ đến. Ví dụ như là du lịch trong nước và những cái quyền lợi khác tùy theo cái thời gian cống hiến của họ. Bây giờ mình xem một số cái danh sách về cái thủ tướng và nhiệm kỳ của họ nha. Thì mình nói về cái đời thứ 24 là cái ông Pocketin, là đảng lao động. Ổng làm 4 năm 2 tháng và 10 ngày. 25 là ông John Howard, thì ổng là đảng tự do. Ổng làm cho tới 11 năm 8 tháng và 22 ngày. Thứ 26 là ông Kevin Rudd, là đảng lao động, làm 2 năm 6 tháng 21 ngày. Nhưng ổng quay lại vào ngày 27 tháng 6 2013. Thì ổng làm được tới đó là được 22 tháng và 22 ngày. Thứ 27 là bà Julie Giller. Đây là một cái thủ tướng nữ đầu tiên của nước Úc và được nhiều người quan tâm tới.
và biết tới tên của bà ta. Bà ta là một thuộc cái đảng lao động, nhưng mà nhiệm kỳ của bà ta thì 3 năm 2 ngày. Thứ 28 là ông Tony Abbott là đảng tự do, thì 1 năm 11 tháng và 28 ngày. 29 là ông Malcolm Turnbull là đảng tự do, 2 năm 11 tháng và 9 ngày. Và cuối cùng là thứ 30 là đó là cái thủ tướng Scott Morrison, đảng tự do hiện tại đó mọi người ạ. Thì cái Australian Parliament System vẫn còn dưới cái quyền của The Queen of England. Hôm nay trời cũng mát và trên bầu trời vẫn có mây đó mọi người ạ, mặc dù không có mưa. Ra ngoài ngồi hít thở không khí trong lành và cùng uống một chút cà cappuccino and ăn một potato cho buổi sáng thì rất là tốt mọi người ạ. Thì bây giờ một quốc gia có về có Prime Minister là thủ tướng, sau đó là phó thủ tướng, và mỗi cái tiểu bang có thủ hiến cho mỗi tiểu bang, và có những cái minister for health, for education, for women, for home affairs, environment, rất nhiều mọi người ạ. Thôi như vậy mình cũng đủ 8 sơ sơ về cái chính trị, cái nguồn chính trị rồi đó nha. Mình không rành lắm, nếu mọi người có thích thú, nghiên cứu trên sách vở. Xin chào, hẹn lại video sau sẽ tám mỗi ngày tám một cái chủ đề riêng để cho mọi người khỏi nhàm chán đó mà. Bye bye.